một góc nhìn tổng quan về mã cổ phiếu nhà đầu tư quan tâm, hiểu rõ bản chất doanh nghiệp, thấy được giá trị thực sự. Với những ý kiến đa chiều, nhiều góc cạnh đối lập, những phân tích cơ bản tới từ các chuyên gia của VN Direct. Chương trình cổ phiếu 360 độ livestream trên Facebook page VN Direct lúc 15:30 thứ năm hàng tuần. Theo dõi lại ngay trên kênh YouTube VN Direct Official. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct và hãy bấm nút. Tôi đã đến với cả chương trình cổ phiếu 360 độ được phát sóng vào lúc 15:30 chiều thứ năm hàng tuần của công ty chứng khoán VN Direct, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nói với cả nhà đầu tư về mã cổ phiếu là tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, mã POW Power. Và hôm nay đồng hành cùng với tôi thì có bạn Tùng đến từ bộ phận phân tích của bên research của VN Direct, thì chuyên cover về nhóm ngành năng lượng tài năng lượng này. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng giới thiệu sơ bộ về mã Power này. Thì đây là một cổ phiếu rất to, có vốn điều lệ lên đến tận khoảng 23.418 tỷ và thành lập từ năm 2007. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái giá của cổ phiếu cũng có cái chu kỳ là tăng nhẹ trong cái thời gian vừa qua. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn so với cả mặt bằng chung thì cái việc tăng giá của giá cổ phiếu Power vẫn còn tương đối là khiêm tốn. Vậy thì chúng ta hãy cùng phân tích để xem là lý do vì sao mà mã Power này lại có cái bước tăng giá chậm như vậy, và trong tương lai thì liệu đây phải là một cổ phiếu hấp dẫn để chúng ta có thể nắm giữ và đầu tư lâu dài hay không. Và cái cổ phiếu Power này thì chuyên về lĩnh vực kinh doanh điện, và chúng ta có thể nhìn thấy là cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thì về doanh thu cũng như là lợi nhuận thì có cái sự tăng trưởng từ khá là đồng đều từ 2016 cho đến 2019. Tuy nhiên là 2020 và 2021 thì chúng ta đang nhìn thấy là có vẻ như là đang có sự sụt giảm. Cơ cấu sở hữu của Power thì hiện tại là có gần 80% là liên quan đến tập đoàn dầu khí Việt Nam, và trong các nhóm điện mà Power hoạt động thì sẽ có 53-60% là nhiệt điện khí, thủy điện sẽ chỉ chiếm khoảng 50% và nhiệt điện than là 42-34%. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sang với cả ba điểm tích cực đầu tiên của mã Power này. Ba điểm tích cực mà chúng tôi cảm thấy là hấp dẫn đối với mã Power đấy là cái thứ nhất là nhu cầu điện tăng trưởng rất là cao trong những năm tới, và sau đấy là dự thảo quyết định điện 8 là quyết định của dự thảo điện 8 là sẽ hỗ trợ cho việc phát triển điện khí nhiều nhất. Và thứ hai đấy là đây là cái doanh nghiệp đồng hành trong cái việc phát triển điện khí này. Và cái cuối cùng đấy là chúng tôi nhìn thấy là cái cơ cấu tài chính của mã Power đã được cải thiện đáng kể trong thời gian vừa qua, cũng như là định giá của cổ phiếu vẫn còn tương đối là hợp lý, cũng như là có vẻ như là hấp dẫn để đầu tư. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sang phần đầu tiên, mời bạn Tuấn có thể bắt đầu phần đầu tiên này. Dạ vâng, cảm ơn anh Duy. Em tên là Tùng, bên khối phân tích, và em sẽ trình bày những điểm sẽ giúp PW sẽ trở thành một cổ phiếu đáng nắm giữ, và đặc biệt là trong dài hạn. Thì đầu tiên là theo dự thảo quy hoạch điện 8 về triển vọng ngành điện của nước ta trong thời gian tới, thì dự báo sản lượng điện sẽ tăng trưởng ở mức 8% trong giai đoạn từ 2021 đến 2026, và xa hơn là đến 2030. Bên cạnh đó thì theo ước tính của Bộ Công Thương thì Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn thiếu điện trong các năm tới khi nhu cầu điện được phục hồi hậu Covid. Bên cạnh đó thì Việt Nam đang có chính sách ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng sạch. Do đó, tuy rằng đã có những sự điều chỉnh về công suất trong bản dự thảo mới nhất, chúng tôi tin rằng đây cũng sẽ là những điều chỉnh chỉ mang tính phù hợp với hệ thống truyền tải điện, và điện khí sẽ vẫn được đánh giá là nguồn năng lượng quan trọng cho hệ thống điện của Việt Nam cùng với sự phát triển mạnh mẽ của năng lượng tái tạo trong tương lai. Cụ thể là dự kiến điện khí sẽ có tốc độ tăng trưởng kép nhanh nhất trong các loại hình điện và đạt 8,4% trong giai đoạn từ 2020 đến 2045. Trong đó tỷ trọng công suất của nguồn điện khí sẽ chiếm 21% trong năm 2030 và 25% trong 2045. Bên cạnh đó, quy hoạch điện 8 ưu tiên phát triển điện từ các nhà máy sử dụng điện khí nội địa sang các nhà máy sử dụng LNG là khí hóa lỏng nhập khẩu tự nhiên. Và điều này sẽ mang lại rất nhiều lợi thế cho PW, trong khi công ty sở hữu hai nhà máy điện sử dụng LNG nhập khẩu, đó là Nhân Trạch 3-4. Và đây cũng sẽ là hai nhà máy mang tính tiên phong cho xu hướng sử dụng điện khí nhập khẩu của Việt Nam trong tương lai. Về vị thế của PW thì PW là nhà cung cấp điện năng lớn thứ hai tại Việt Nam và hiện đang sở hữu 7 nhà máy gồm điện khí, điện than và thủy điện có tổng công suất lên đến 4.200 MW.
chiếm 6% tổng công suất lắp đặt của nhà máy hiện tại Việt Nam. VW còn có vị thế số 1 trong lĩnh vực điện khí, sở hữu 3 nhà máy với công suất là 2.700 MW và chiếm 28% tổng thị phần điện khí. Bên cạnh đó là hai dự án đang quan trọng và đang trong quá trình xây dựng, đó là dự án nhà máy điện khí Nhân Trạch 3 và 4 với công suất là 750 MW trên một nhà máy. VW còn tự hào đã lọt top 10 thương hiệu tiêu biểu châu Á Thái Bình Dương do tạp chí kinh tế châu Á Thái Bình Dương bình chọn và là top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2020 do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn. Điểm qua một chút thông tin về tình hình dự án Nhân Trạch 3-4 của VW thì hiện tại dự án đã chốt xong thầu EPC và đang lên kế hoạch vay vốn để có thể khởi công đúng tiến độ trong quý 4 2021. Và dự kiến Nhân Trạch 3-4 sẽ hoàn thành xong trong lần lượt là 2023 và 2024. Nguồn nguyên liệu cấp cho hai nhà máy này sẽ đến từ kho cảng LNG Thị Vải và hiện tại cái công trình kho cảng này cũng đã hoàn thành xong giai đoạn 1. Và đây sẽ là sự đảm bảo cho đầu vào của hai nhà máy Nhân Trạch 3-4. Trong đó thì hợp đồng giữa PV Gas và PV Power sẽ cung cấp khoảng 1 triệu tấn LNG nhập khẩu cho cả hai nhà máy này trong một năm. Bên cạnh đó thì Nhân Trạch 3-4 cũng sẽ là động lực chính cho tiềm năng tăng trưởng của PW trong dài hạn. Và dự kiến khi đi vào hoạt động thì Nhân Trạch 3 sẽ đóng góp với tỷ trọng 21% tổng doanh thu và con số đó sẽ tăng lên là 35% khi hai nhà máy này đi vào vận hành. Bên cạnh đó thì PW còn có cơ cấu tài chính đã được cải thiện nhờ dòng tiền ổn định. Cụ thể là tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu đang giảm dần qua các năm và tỷ lệ đòn bẩy tích cực hơn có thể sẽ tạo điều kiện cho việc vay vốn thuận lợi của PW trong thời gian tới. Hiện tại PW đang được giao dịch với mức PE là 11.5 lần và theo đánh giá của chúng tôi là đây là mức PE khá rẻ so với trung bình ngày là được đánh giá là 16.9. Bên cạnh đó thì chúng tôi dự báo EPS của PW sẽ tăng dần qua các năm nhờ tình hình kinh doanh cải thiện. Với rủi ro giảm giá thấp và tăng trưởng kinh doanh ổn định thì chúng tôi tin rằng PW là một cổ phiếu rất thích hợp để nắm giữ, đặc biệt là trong dài hạn. Và đây là những điểm tích cực mà anh chị có thể cân nhắc lựa chọn PW cho danh mục của mình. Em mời anh Duy tiếp tục với các yếu tố tiêu cực khi đầu tư cổ phiếu này. Vâng, cảm ơn phần nhận xét của bạn Tùng về mã cổ phiếu PAO này. Tuy nhiên thì trước khi sang phần tiêu cực thì tôi sẽ xin phép là được điểm lại những cái phần tích cực vừa qua mà chúng tôi đã đưa đến quý nhà đầu tư. Thứ nhất đấy là liên quan đến cái việc là nhu cầu điện khí là sẽ tăng trưởng trong thời gian tới và nó cũng sẽ là trọng điểm của cung cấp điện của quốc gia. Tại vì sao lại là điện khí mà không phải là năng lượng tái tạo hay là thủy điện hay là năng lượng điện đá, điện than? Thì tại vì rồi chúng ta đều biết rằng là hiện tại là chính phủ là cũng đang quyết định là sẽ là cố gắng là bảo vệ môi trường, thì cho nên là thành ra là điện than sẽ là cái thứ mà nó gây ô nhiễm, khiến cho cái việc là nó sẽ không phải là cái nguồn năng lượng mà được chúng ta tin dùng trong tương lai. Còn đối với cả nguồn năng lượng tái tạo thì sẽ có là điện gió và điện mặt trời, thì chúng ta đều biết là điện gió và điện mặt trời đều sẽ phụ thuộc vào khí hậu thời tiết và nó không hề ổn định, cũng như là nó rất là bấp bênh, cho nên là thành ra là cũng không thể là cái nguồn điện mà nòng cốt cho tương lai của chúng ta được. Và điện thủy điện thì hiện tại là chúng ta cũng đã khai thác là gần như là phun hết các chỗ có thể khai thác thủy điện, qua đấy thì chỉ còn có cái năng lượng khí này là cái tiềm năng nhất. Thì qua đấy là trong tương lai thì PAO họ sẽ thì những cái nhóm điện khí là sẽ là cái nhóm điện được hưởng lợi. Tuy nhiên thì và PAO thì là cái cổ phiếu mà chúng ta nhìn thấy là cổ phiếu dẫn đầu khi mà tỷ trọng cung cấp điện khí của họ là lớn, và ngoài ra nữa thì là họ cũng là top đầu của những cái công ty cung cấp điện khí trên cả nước. Đấy là về quy mô như là về cái phần tăng trưởng ngành. Còn đối với cả riêng bản thân cổ phiếu thì chúng ta cũng có nhìn thấy là cái tình hình nợ vay của doanh nghiệp là cũng thấp so với cả, không hề cao so với cả quá khứ của chính nó. Nghĩa là hồi xưa thì 2015 là 1,28 lần tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ, thì hiện tại là đã giảm xuống còn 0,4. Cái tiềm lực tài chính tương đối là an toàn. Trong đấy thì EPS, nghĩa là cái lợi nhuận trên từng cổ phiếu của doanh nghiệp thì có tăng theo thời gian. Và chúng ta đang nhìn thấy là cái mức định giá của PAO là 5 lần PE, là thấp hơn so với cả trung bình ngành. Vậy thì lý do tại sao khiến cho PAO là một cổ phiếu đầu ngành như vậy, cũng như là cái triển vọng ngành thì tươi sáng nhưng mà định giá thì lại chưa hấp dẫn? Vậy thì chúng ta sẽ cùng sang với cả 3 điểm tiêu cực mà khiến cho chúng ta cần phải concern đến cái việc là vì sao giá PAO vẫn chưa tăng và vì sao mà một số nhà đầu tư lại chưa thích đầu tư vào cổ phiếu này. Thì cái điều đầu tiên đấy là chúng tôi nói đến cái việc là
quyền lực đàm phán của đối tác đầu ra lớn ở đây là chính là EVN. Thì hiện tại là theo như cái thị trường điện hiện nay thì là EVN sẽ là cái đơn vị mà thu mua độc quyền tất cả các nhà máy điện ở Việt Nam, và họ sẽ fix cái đầu ra cũng như là cái fix giá đầu ra cho các doanh nghiệp điện, làm sao để cho họ có được một cái giá điện mà nó khá là cái lợi nhuận khá là ổn định. Nghĩa là sao? Nghĩa là ví dụ như là các doanh nghiệp điện khí, thì khi mà cái giá khí tăng thì giá điện mà EVN thu mua từ các doanh nghiệp khí nó cũng sẽ tăng lên. Và ví dụ như thủy điện mà có cái cost về giá điện rẻ thì thành ra là EVN cũng sẽ trả cho giá điện thấp. Nghĩa là ở đây là chúng ta sẽ nhìn thấy là cái cơ chế thị trường điện hiện tại nó tương đối là giống là cơ chế bao cấp. Nghĩa là các anh chỉ cần là lo việc phát công suất, còn lợi nhuận thì nhà nước sẽ trả đủ cho các anh, không cần biết là tình hình kinh doanh về nguyên vật liệu và về thời tiết là sao. Tuy nhiên điều này nó sẽ thay đổi trong tương lai, khi mà trong thời gian tới thì bên cạnh là việc phát hành điện tập trung, nghĩa là EVN sẽ bao cầu hết, thì chúng ta sẽ đang phát triển cái thị trường điện bán lẻ. Thị trường điện bán lẻ ở đây nghĩa là cái thị trường mà người cấp điện sẽ bán luôn cho cái người tiêu thụ điện thay vì là bán qua trung gian EVN. Và cái điều này thì nó sẽ ảnh hưởng khá là lớn đến cái cơ cấu ngành điện trong tương lai, cũng như là cái cơ cấu của những cái doanh nghiệp phát điện. Nghĩa là những cái doanh nghiệp mà khi mà họ phát điện tốt thì hoàn toàn khi mà trên cái thị trường bán lẻ này thì lợi nhuận của họ sẽ cao lên. Còn những cái doanh nghiệp mà đang phát triển chưa tốt thì có thể là cái lợi nhuận của họ sẽ thấp đi. Và không biết thì là cái quan điểm của Tùng về cái việc này như thế nào. Thứ nhất là về cái quy hay là về cái quá trình là triển khai cái thị trường điện bán lẻ này, và thứ hai là cái việc triển khai này thì nó ảnh hưởng ra sao đến MAPA. Vâng, mời Tùng phát biểu. Thực ra cái việc đưa thị trường bán lẻ cạnh tranh vào vận hành thì bản chất là nó sẽ làm thay đổi các giao dịch mua bán điện hiện nay, là chuyển từ cơ chế là nhà nước là điều tiết giá điện sang cơ chế giá điện sẽ xác định theo thị trường và thỏa thuận song phương giữa bên mua và bên bán. Thì nếu mà về tiến độ thì hiện tại mô hình này cũng sẽ được thí điểm trên điện mặt trời khoảng 400 đến 1.000 MW trong giai đoạn 2021 đến 2023. Và Bộ Công Thương cũng chỉ mới đang xây dựng kế hoạch và lộ trình để có thể bắt đầu chuyển đổi. Và tuy rằng thì các tác động lên nhà máy điện chưa rõ ràng, nhưng theo quan điểm của em về việc chuyển sang giai đoạn bán lẻ cạnh tranh thì nó có thể tăng khả năng tự chủ động đàm phán và đặt giá. Và lợi thế của PLU thì có thể là nguồn cung ổn định và có khả năng đáp ứng được nhu cầu điện lớn. Tuy nhiên thì việc cạnh tranh với mức giá điện cao như là điện khí thì cũng đồng thời sẽ mang lại đây là một bất lợi khi mà nước ta bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển cạnh tranh. Theo quan điểm của em ạ. Vâng, và chúng ta cũng vừa nghe Tùng nói đến cái việc là cái điện khí thì là giá điện cao là có thể là sẽ gây đến bất lợi cho PAO. Thì đấy cũng chính là cái quan điểm thứ hai của tôi về cái tiêu cực của cổ phiếu PAO này. Đấy chính là cái việc là chúng tôi đặt một dấu hỏi lớn. Đấy là chúng tôi đặt một dấu hỏi lớn đối với cả cái kinh tế dự án Nhân Trạch 3-4. Bởi vì do là chúng ta có thể nhìn thấy là dự án Nhân Trạch 3-4 thì có tổng mức đầu tư là khoảng 33.000 tỷ đồng, tương ứng và 1,4 tỷ USD. Trong đấy thì cơ cấu vốn chủ sẽ khoảng 30% và phần còn lại là vốn vay từ ICA cũng như là thương mại bằng Việt Nam đồng. Thì hiện tại là tổng nợ vay dự báo đến 2026 sẽ lên khoảng 31.000 tỷ đồng. Và chúng ta có thể nhìn thấy là những cái nhà máy, chúng tôi có một cái list liệt kê những cái nhà máy của PAO hiện nay, thì có cái Nhân Trạch 3 và Nhân Trạch 4 đang có suất đầu tư nghĩa là tỷ đồng trên megawatt, là khoảng 21.3 tỷ đồng. Trong khi là chúng ta so sánh với cả những cái dự án khác, ví dụ như là Nhân Trạch 1, Nhân Trạch 2 thì có 15.3 và 18.1 thôi, hay là những cái dự án về Cà Mau 1, Cà Mau 2 thì suất đầu tư còn thấp hơn nữa. Thế thì cái việc là đầu tư Nhân Trạch mà có cái suất đầu tư mà tương đối cao như thế này và vận hành từ 2023, 2024 cũng như là cái việc là cái nguồn liệu khí đầu vào sẽ khiến cho cái giá phát hành điện là nó sẽ tăng trong thời gian trong cái Nhân Trạch 3 và Nhân Trạch 4. Thì qua đấy thì nó sẽ khiến cho cái việc là cái nhà máy Nhân Trạch 3, Nhân Trạch 4 này thì không biết là đầu tư nhiều tiền như vậy nhưng mà kết quả kinh doanh thì liệu có mang lại lãi hay không? Và cái câu hỏi này thì Tùng có thể trả lời thêm cho quý nhà đầu tư được không ạ? Thực ra thì cái suất đầu tư của PW cao hơn, nhưng mà cũng có một vài nguyên nhân để có thể giải đáp cho cái việc cao hơn này. Thì đầu tiên có thể nói đến là việc giá đất tại Vũng Tàu đã tăng khá cao trong thời gian qua, đặc biệt đầu năm. Thì điều này có thể dẫn đến việc chi phí thuê đất
cho hai nhà máy này nó sẽ đội lên. Thứ hai thì chi phí xây dựng cũng sẽ cao hơn, bởi đây là nhà máy sử dụng công nghệ tiên tiến hơn, cụ thể là công nghệ tua bin khí hỗn hợp và sử dụng khí LNG mới. Bên cạnh đấy thì còn có các chi phí về như xây dựng đường ống dẫn khí mới hoặc là khí nguyên liệu đầu vào LNG nhập khẩu cao hơn. Và một vài lý do phải tính tới nữa là tỷ giá USD cũng tăng, bởi vì PW chủ yếu là vay vốn là vay USD. Và bên cạnh đấy cũng phải tính nữa là việc lạm phát tăng, thì em thấy là việc tăng giá lên khoảng 23 tỷ cho một suất đầu tư trên 1 MW thì nó cũng là hợp lý. Và đây cũng là mức rẻ hơn điện mặt trời so với điện gió. Là đấy quan điểm của em ạ. Vâng, và vậy thì nếu dự án to như này thì theo Tùng thì là có nhiều nhà đầu tư lo ngại là suất đầu tư cao thì nó sẽ khiến cho cái NPV, hay là tức là cái lợi nhuận của cái dự án này là nó sẽ có thể là không được quá cao, thì không biết là Tùng đã thử tính thử cái nhân trạch 3 và nhân trạch 4 này thì nó có mang lại lợi ích được cho doanh nghiệp hay không, và mang lại lợi ích ra sao? Theo đánh giá của trong mô hình của em, trong model của em thì em đặt mục tiêu lợi nhuận của mục tiêu doanh thu của PL, của hai nhà máy này là khoảng 10.000 tỷ cho một nhà máy. Và bên cạnh đấy là lợi nhuận đóng góp, thì lợi nhuận gộp đóng góp sẽ khoảng 1.330 tỷ trên một nhà máy, là đấy ở giả định là 75% công suất là sẽ hoạt động hết. Và em nghĩ là cái giả định đấy thì cũng hoàn toàn có thể thực hiện được, bởi vì nhu cầu điện của nước ta sẽ tăng rất cao cho các năm tới, đặc biệt là nhu cầu điện phát nền. Bởi vì việc phát triển các nhà máy mà bất ổn định như là năng lượng tái tạo, như là điện gió hay là điện mặt trời thì cũng sẽ tạo áp lực lên hệ thống điện, thì việc cần các nguồn dự phòng như là nguồn dự phòng nền, như là các nhà máy điện khí như này với công suất ổn định hơn thì việc nhân trạch 3 4 sẽ đạt được một sản lượng đủ cao, và em nghĩ là nó sẽ đóng góp được khoản lợi nhuận khoảng là 1.300 tỷ trong nhà máy. Vâng, cảm ơn cái sự chia sẻ của Tùng về cái dự án 3-4 này. Và như vậy thì chúng ta có thể kết luận được rằng là mặc dù là cái mức đầu tư tương đối là cao, là khoảng 33.000 tỷ đồng, tuy nhiên thì quý nhà đầu tư cũng nên lưu ý thì đây là cái tổng mức đầu tư chứ không phải là cái vốn thực sự mà tao bỏ ra, và họ bỏ ra như thế này và để mà có thể là mang lại được một cái dòng tiền là khoảng tầm 1.300 tỷ cho tổng hai dự án là 2.600 tỷ, thì cũng sẽ là một cái mức đầu tư mà tương đối hợp lý. Và Tùng cũng đã giải thích cho quý nhà đầu tư nghe rằng cái là cái suất đầu tư của nhân trạch 3 và nhân trạch 4 thì đúng là có thể là cao hơn so với cả những cái suất đầu tư của những cái dự án điện cũ. Tuy nhiên thì những cái dự án điện mới thì cái suất đầu tư này tương đối là hợp lý, tại vì do là cái việc cao lên này là nó đến từ cái yếu tố lạm phát cũng như là cái giá thuê đất tăng theo thời gian, và cái công nghệ mới thì cũng sẽ khiến cho là cái giá đầu tư cao lên. Nhưng mà trong tương lai thì lợi nhuận vẫn sẽ có, và đấy là những cái thứ mà chúng tôi muốn trả lời về mặt cổ phiếu PAO. Và cái yếu tố cuối cùng ngày hôm nay về rủi ro mà chúng tôi muốn nói đến thì đấy chính là cái việc là cái biến động giá nguyên vật liệu cũng như là biến động thời tiết thì có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến cái sản lượng điện của PAO trong thời gian tương lai. Chúng ta đều biết rằng là thủy điện chắc chắn là một cái nguồn điện mà có cái cost rẻ nhất, và qua đấy thì là việc các nhà máy việc EVN sẽ huy động hết điện từ các nhà máy thủy điện, rồi sau đấy là mới đến cái nhà máy nhiệt điện, thì là cái chuyện mà tương đối là đương nhiên. Và vì vậy cho nên là thành ra là cái diễn biến thời tiết trong những cái năm sắp tới cũng sẽ ảnh hưởng đến cái nhóm điện khí, đến cái nhóm điện khí nói riêng và cái nhóm điện khác ngoài thủy điện nói chung. Và ngoài ra nữa thì cái việc điện khí này là có nguồn đầu vào là liên quan đến cái giá điện khí thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái cục của bao này. Và như chúng tôi đã nói thì EVN họ sẽ fix cái phần lợi nhuận cho cổ phiếu mặc kệ cái biến động giá khí lên giá khí xuống. Tuy nhiên là khi mà giá khí cao lên quá thì EVN sẽ chủ động là sẽ bớt huy động điện từ cái khu vực là điện khí, thay vì là nhưng mà lợi nhuận thì vẫn sẽ được giữ nguyên, thì việc là thay đổi cái giá điện nó cũng vẫn sẽ ảnh hưởng đến cái doanh nghiệp bao này. Và qua đây thì cũng muốn Tùng nói chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư là liệu cái tình hình thời tiết cho cái nhóm điện trong vòng 1 đến 2 năm tới thì liệu và cái diễn biến về cái giá nguyên vật liệu thì liệu nó có là tích cực đối với các cổ phiếu PAO hay không? Về tình hình thời tiết thì
Hiện tại thì phase La Nina mà đã giúp cho thủy điện phát triển tăng trưởng rất khá mạnh trong thời gian qua thì đang suy yếu dần, và có thể là tình hình thủy văn sẽ không còn thuận lợi cho thủy điện nữa và có thể kết thúc và cái giai đoạn này có thể kết thúc từ tháng 2 năm 2022. Thì tuy nhiên là xác suất xảy ra hiện tượng El Nino thì sẽ bắt đầu mạnh dần từ tháng 5 2022. Còn về tình hình giá khí thì giá khí thường là sẽ có biến động neo theo giá khí Việt Nam, thì thường có biến động neo theo giá dầu FO của Singapore và hay là biến động cùng chiều với giá dầu Brent. Thì với tình hình giá khí tăng mạnh như gần đây thì cũng như là toàn cảnh khủng hoảng nguyên liệu khí tự nhiên trên toàn thế giới thì nó đến từ việc là cung cấp nguồn cung không đủ đáp ứng cho sự phục hồi của nguồn cầu hậu Covid. Thì theo kỳ vọng của em thì giá Brent trung bình trong giai đoạn 2021 đến 2023 thì sẽ rơi vào khoảng 70 USD trên một thùng. Thì điều này cũng sẽ đồng thời làm cho giá khí dao động ở mức khá là cao trong các năm tới. Thì theo em đánh giá thì điện khí có thể là sẽ vẫn duy trì ở mức một mức là giá điện trung bình của nó rất là cao do giá khí. Vâng. Cảm ơn sự chia sẻ của Tùng, và vậy thì tôi sẽ xin phép là được tổng hợp lại cái phần tích tiêu cực ngày hôm nay cũng như là cả quan điểm về tích cực để quý nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về mã cổ phiếu PAO này. Thì đầu tiên đấy là chúng ta có thể nhìn thấy là về mặt tích cực thì rõ ràng là cái quy hoạch điện 8 cũng như là cái triển vọng về nhu cầu điện của Việt Nam trong giai đoạn tương lai là vẫn còn rất là hấp dẫn, và đặc biệt là trong quy hoạch điện 8 thì họ sẽ phát triển mạnh hơn nữa cái lĩnh vực điện khí, do là cái nhu cầu về môi trường cũng như là cái việc là cái sự bất ổn định của cái nhóm năng lượng tái tạo khiến cho cái điện khí sẽ là cái nhóm điện mà được dùng làm nòng cốt cũng như là cái nhóm điện phát nền chính cho cái việc là tăng trưởng về nhu cầu điện trong tương lai. Và qua đấy thì chúng ta sẽ thấy là PAO là một doanh nghiệp mà đi đầu trong cái nhóm lĩnh vực điện khí này, cũng như là có những cái dự án mới về điện khí trong tương lai như là Nhân Trạch 3 và Nhân Trạch 4 thì sẽ khiến cho việc là họ là đón đầu cái xu hướng là điện khí trong tương lai cũng như là sẽ là cổ phiếu được hưởng lợi nhất trong cái triển vọng về nhu cầu điện. Còn đối với cả vấn đề tích cực cuối cùng chính là cái định giá của cổ phiếu, chúng tôi nhận thấy là ở mức PE là 11,5 lần thì tương đối thấp so với cả trung bình ngành, cũng như là cái tăng trưởng về EPS trong các năm tới là vẫn có, và đấy là những cái quan điểm tích cực của chúng tôi và khiến cho chúng tôi nghĩ rằng là cổ phiếu này là cổ phiếu mà có thể xứng đáng để nắm giữ lâu dài. Còn đối với cả những cái điều tiêu cực mà chúng tôi nhận thấy khi mà về cổ phiếu PAO cũng như là những thứ mà quý nhà đầu tư nên quan tâm, đấy là thứ nhất là liên quan đến việc là hiện tại là họ đang có sở hữu Nhân Trạch 3 và Nhân Trạch 4, thì suất đầu tư là không là đương nhiên là nó không phải là quá là cao, nhưng mà nó không cạnh tranh so với cả những dự án điện cũ. Và ngoài ra nữa thì là cái Nhân Trạch 3, Nhân Trạch 4 này phụ thuộc rất nhiều vào cái nguồn nguyên vật liệu khí, và cái nguồn nguyên vật liệu khí thì hiện tại là đang có mức giá khá là cao, nó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc phát giá điện. Và việc ảnh hưởng đến phát giá điện này thì nó sẽ khiến cho ảnh hưởng hai cái tiêu cực. Thứ nhất thì là đến từ trong ngắn hạn thì là EVN là huy động, hiện tại là vẫn đang là thị trường điện tập trung, thì EVN sẽ bớt huy động khí từ nhóm điện khí, nhưng mà cũng chưa phải là cái đáng quan ngại nhất. Và cái quan ngại thứ hai đấy là nó liên quan đến cái việc là sau này khi mà phát triển thị trường điện cạnh tranh thì những cái cổ phiếu phát điện mà có cái giá điện cao như là điện khí thì có thể là nó sẽ không cạnh tranh được hiệu quả so với cả những cái nhóm thủy điện mà đã đầu tư từ rất lâu cũng như là không tốn nguồn nguyên vật liệu để mà có thể phát điện. Thì đấy là một trong những cái thứ mà khiến cho người ta chưa thích cái dự án này, cái cổ phiếu này, vì những cái dự án tương lai của họ chủ yếu là liên quan đến cái lĩnh vực điện khí với cái giá đầu vào cao và đầu tư rất là lớn. Còn cái tiêu cực tiếp theo liên quan đến cổ phiếu thì đấy là liên quan đến cái việc là cái cổ phiếu PAO này hiện tại là mặc dù là có tăng trưởng và cũng có định giá, tuy nhiên thì cái cổ tức của họ lại tương đối là thấp, chỉ khoảng có 200 đồng trên một cổ phiếu thôi, trong khi chúng ta đều biết đây là nhóm cổ phiếu phòng thủ mà với cổ tức lại thấp như vậy thì nó cũng sẽ đặt dấu hỏi lớn cho cái hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp khi mà cái tăng trưởng về lợi nhuận thì chưa cao cũng như là cổ tức thì cũng rất là thấp. Cái này thì có thể là đến từ một phần là cái cơ cấu cổ đông của PAO hiện tại là có PVN là công ty nhà nước là chiếm đến tận 79,29%,
thì nó cũng có thể là một phần nào đấy khiến cho Pao là không được nhanh nhạy cũng như là phát triển nhanh được như những cái công ty mà có vốn đầu tư cá nhân. Và bây giờ thì trước khi sang phần Q&A ngày hôm nay thì tôi sẽ được điểm qua lại những cái chương trình về cổ phiếu của chúng tôi trong thời gian tới. Chương trình thứ nhất đấy là chương trình La bàn đầu tư là sẽ được phát sóng vào lúc 3 giờ chiều thứ hai hàng tuần. Chương trình này thì sẽ là chương trình về các tiêu điểm vĩ mô và cập nhật các tình hình các kênh tài sản của cổ phiếu cũng như là của trái phiếu hay là của bất động sản. Và chương trình thứ hai sẽ là chương trình tọa đàm đầu tư, đây là chương trình dành riêng cho khách hàng của VN Direct về phân tích về mã cổ phiếu cũng như là những cái nhận định thị trường của rất là nhiều chuyên gia mà cùng thảo luận với nhau chứ không phải là một chiều. Và cái chương trình này thì sẽ được phát sóng vào lúc 3:30 chiều thứ tư hàng tuần. Thì quý nhà đầu tư nếu mà có hứng thú tham gia chương trình và là khách hàng của VN Direct thì có thể là liên hệ với chúng tôi để có thể là đăng ký cái link, đường link để tham dự. Và chương trình cuối cùng đấy là chương trình 360 độ cổ phiếu, là chương trình hôm nay là được sẽ là phân tích một cổ phiếu hoặc là một nhóm ngành, cập nhật một nhóm ngành mà theo cả hai phân diện tích cực và tích cực để quý nhà đầu tư có thể là quan tâm và hiểu hơn về mã cổ phiếu đấy cũng như là đưa ra được cái nhận định đầu tư cho riêng mình là một cách khách quan nhất có thể. Và cái thời gian của chương trình này sẽ là lúc 3:30 chiều thứ năm hàng tuần. Ngoài ra nữa thì chúng tôi có những cái cộng đồng mà trên Facebook cũng như là trên Stockbook mà có thể là sẽ khiến giúp ích cho quý nhà đầu tư trong quá trình đầu tư cổ phiếu của mình. Đây là những cộng đồng về tích sản phiếu, đầu tư thịnh vượng đi well, thì là về những cái tài sản mà để chúng ta nắm giữ dài hạn, hay là những hay là cộng đồng về giao dịch chứng khoán đi stock thì là nó sẽ liên quan đến cái việc là chúng ta mua bán cổ phiếu và trading giao dịch là sao, có những cái ý về phân tích kỹ thuật ở trong đấy cũng như là những cái thông tin cơ bản khác. Và hai cộng đồng cuối cùng là những cái cộng đồng mà dành cho những nhà đầu tư mà vẫn còn đang loay hoay về cái vấn đề tài chính cũng như là về những cái cách làm cách nào để quản trị dòng tiền của mình một cách hiệu quả. Thì đây là những cái cộng đồng của chúng tôi hiện đang có và quý nhà đầu tư có thể tham gia thông qua cái đường link QR code ở đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sang với cả phần Q&A ngày hôm nay. Cái phần Q&A đầu tiên là Pao nhiều nhiệt điện vốn tài nguyên mà lợi nhuận không nhiều, thì cái câu đối với cả cái quan điểm này thì Tùng có quan điểm gì không ạ? Nghĩa là tới bạn với quý nhà đầu tư này nhận xét thì là Pao là cổ phiếu mà nhiệt điện và tốn rất là nhiều tài nguyên trong khi là lợi nhuận thì nó không quá cao so với cả những cái nhóm cổ phiếu điện khác. Thì nếu mà theo Tùng quan sát thì cái lợi nhuận của cổ phiếu Pao này là nó có phải thấp so với cả trung bình ngành không, hay là nó có hiệu quả hay không? Ra thì đặc biệt là về những cái ngành đặc thù như là ngành điện ấy, thì thường là mỗi loại hình điện nó sẽ có một thường là sẽ có một biên lợi nhuận, một biên lợi nhuận khá là cố định và thường là nó sẽ không không dao động quá nhiều ấy. Và Pao thì đúng là có một cái biên lợi nhuận khá là thấp, tuy nhiên thì quy mô nó lại cao thì nó sẽ mang lại một khoản lợi nhuận đủ để cho doanh nghiệp, thì nó bù lại từ quy mô. Và bên cạnh nữa là việc tăng trưởng về biên lợi nhuận thì các doanh nghiệp điện như kiểu là PW thì sẽ khó để có thể cải thiện biên lợi nhuận, và thường là họ sẽ chỉ có thể có khả năng để cải thiện sản lượng thôi. Thì theo em đánh giá là PW là doanh nghiệp đúng là có một cái biên lợi nhuận hơi thấp, nhưng mà nó cũng bởi vì tính đặc thù của nó. Đây, theo quan điểm của em. Câu hỏi tiếp theo đấy là vấn đề Tao, đấy là Tao là cổ phiếu điện, khí tăng thì giá vốn càng cao chứ áp. Vâng, thì đúng là nếu mà giá khí tăng thì cái giá vốn của doanh nghiệp càng cao. Tuy nhiên thì là chúng ta đều biết rằng là hiện tại là EVN đang mua độc quyền của thị trường điện tập trung, và qua đấy thì là khi mà giá điện tăng, giá khí tăng như vậy thì cũng sẽ khiến cho là cái giá đầu ra của Pao bán cho EVN là cũng sẽ tăng theo tương ứng với cả giá khí, để làm sao mà cái lợi nhuận của doanh nghiệp là nó sẽ được đảm bảo và duy trì ở một mức ổn định. Thì đấy là cái lý do vì sao mà chúng tôi nói rằng là cái việc là cái nguyên vật liệu đầu ra đầu vào thì nó sẽ không ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp, tuy nhiên thì nó lại ảnh hưởng đến cái việc là cái sản lượng điện mà doanh nghiệp sẽ được EVN huy động.
Vâng. Câu tiếp theo là xin chuyên gia chia sẻ về tình trạng thiếu hụt điện của Trung Quốc và châu Âu với ngành điện Việt Nam nói chung và Pao nói riêng. Tình trạng thiếu hụt điện của Trung Quốc và châu Âu thì đây là được coi như là gọi là một cuộc khủng hoảng, và nó bắt nguồn chính là từ việc là nguồn cung phục hồi không đáp ứng được nguồn cầu phục hồi nhanh hơn nguồn cung. Thì điều này nó dẫn đến đầu tiên là từ việc là thiếu than, đặc biệt là tại các nước như là Trung Quốc và Ấn Độ. Tiếp đó là từ việc thiếu than tại Trung Quốc thì nó còn dẫn đến một vài vài vấn đề nữa, như là việc thiếu khí tại các nước châu Âu, và bên cạnh đó nữa cũng là Trung Quốc. To là việc tỷ lệ dự trữ than tại Trung Quốc nó bắt đầu giảm kỷ lục rồi, và các doanh nghiệp Trung Quốc bắt đầu tích trữ khí thì làm đồng thời cho hai cái nguồn nguyên liệu này tăng lên phi mã, và hiện tại vẫn đang tăng lên rất mạnh. Thì bên cạnh đấy nữa là Trung Quốc cũng có một chính sách là giảm sử dụng điện, và bắt đầu là giảm tỷ lệ sử dụng điện than nữa để phục vụ nhu cầu bảo vệ môi trường. Thì hai cái chính sách này, hai cái tình trạng thiếu điện, thiếu hụt nguồn nguyên liệu ở than và khí là hai hai yếu tố trực tiếp dẫn đến việc thiếu thiếu điện ở ở Trung Quốc và các nước châu Âu. Thì việc thiếu hụt điện này có thể sẽ là cơ hội cho Việt Nam trong tương lai, nếu mà tình hình không khả quan. Nhưng mà thực ra thì Việt Nam cũng cũng chưa đến mức thừa điện để có thể xuất đi các nước khác. Thì em nghĩ là điều này nó sẽ chỉ tạo áp lực cho tạo tâm lý cho nhà đầu tư là suy nghĩ khả quan hơn về tình hình điện của Việt Nam thôi, và có thể là ngành điện có thể là sẽ là một ngành đáng chú ý trên thị trường chứng khoán trong nửa cuối năm và trong năm 2022. Đấy là quan điểm của em. Vâng, cảm ơn cái sự chia sẻ của Tùng về cái câu hỏi về thiếu hụt điện tại Trung Quốc và châu Âu này. Thì có một bạn quý nhà đầu tư khác thì có đặt câu hỏi là có thể share cho mình xin slide của bạn không? Thì rất là xin lỗi quý nhà đầu tư là cái tài liệu của chương trình thì lại không được phép là chia sẻ ra ngoài. Thì quý nhà đầu tư khi mà quan tâm đến cái số liệu hay là đến cái chart nào thì có thể là quay lại cái clip này để xem lại những cái phần đấy, còn còn chương trình của VnDirect thì lại không được phép là chia sẻ tài liệu ra ngoài cho khách hàng ạ. Vâng. Câu tiếp theo là về mã cổ phiếu Citibank và VRE thì có nên mua thêm lúc này không anh? Thì tôi sẽ xin phép là được nói về mã cổ phiếu VRE trước nhé. Thì VRE thì chúng ta đã biết là cái doanh nghiệp mà sẽ chuyên là quản lý những cái trụ sở Vincom của các trung tâm thương mại của Vingroup. Thì ví dụ như Time City hay Royal City hay ở trong Hồ Chí Minh thì cũng có những cái Vincom, hay là cả những cái trung tâm thương mại ở tỉnh của Vingroup khác. Thì chúng ta đều biết là Covid được rồi là khiến giãn cách xã hội và nhu cầu tiêu dùng của người dân thì cũng bị sụt giảm đáng kể do cái thu nhập của họ bị bất thường vì Covid. Thì cái điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong thời gian vừa qua. Chúng ta có thể nhìn thấy là giá không hề tăng, thậm chí là còn giảm trong vòng 6 tháng trở lại đây, cũng như là trong vòng một năm vừa qua thì giá cổ phiếu cũng đã đạt đỉnh cái vùng là 237.000 một phiếu từ tháng 1 năm 2021. Thì cái việc này nó cũng sẽ ảnh hưởng tương đối đến cổ phiếu VRE này, là khiến cho là giá của cổ phiếu vì Covid cũng như là vì cái tình hình tiêu thụ nhu cầu mua sắm của người dân là chưa tốt lên. Mà đặc biệt là chúng ta đều biết là những cái mặt hàng tại trung tâm thương mại đều là những cái mặt hàng mà nó thuộc dạng gọi là không quá là thiết yếu, nó là trên mức trung bình rồi. Và chính vì thế cho nên là thành ra là cái việc Covid này cũng sẽ khiến cái tốc độ phục hồi của VRE nó cũng chậm hơn với cả những cái nhóm bán lẻ khác cũng như là mạnh hơn, bởi vì do là trung tâm thương mại thì đều đóng cửa cả. Và nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy một cái sự nghịch lý khác, đấy là mặc dù là VRE cũng bị ảnh hưởng của Covid, giá đã giảm từ 37.000 xuống còn 29.000, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào cái nhóm hàng không thì
lại không thể cái điều đấy xảy ra, mặc dù cái nhóm này thực ra mà nói thì còn bị ảnh hưởng mạnh hơn nữa bởi bởi Covid những năm bởi Covid cái thời gian vừa rồi, và đặc biệt là còn chưa được phục hồi. Thì chúng ta lại có thể nhìn thấy là cái cổ phiếu HVN thì nó lại đạt đỉnh ở cái giai đoạn là 28.000 và hiện tại là 25, nghĩa là cái đỉnh của HVN thì lại mới được thiết lập gần đây, trong khi cái thời gian trước đấy thì chỉ ở mức 26.000 là cao nhất thôi, cũng là vào cái thời điểm tháng 3 với cả tháng 4 của năm 2021. Thì điều này có thể là cho thấy rằng là cái việc là ảnh cái việc Covid nó ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong ngắn và trung hạn thì lại chưa chắc đã ảnh hưởng nhiều đến giá cổ phiếu đến như vậy, và thậm chí là HVN là còn đang vào diện cảnh báo vì lợi nhuận sau thuế của họ là bị âm trong năm 2020 và trong nửa đầu năm 2021. Thì cái này có thể cho thấy là cổ phiếu VRE này thực ra cũng tôi theo theo quan điểm riêng của tôi thôi là cũng là tương đối là hấp dẫn để mà chúng ta có thể là theo dõi và quan tâm cũng như là lưu ý, vì có thể là trong tương lai khi mà Covid thực sự là qua đi thì cái nhóm VRE khi mà bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì sẽ có kết quả kinh doanh khởi sắc trở lại. Ngoài ra nữa thì có một thông tin tiêu cực khác của VRE mà cũng khiến cho cái cổ phiếu này chưa được tăng giá tốt, đấy là liên quan đến cái việc là đợt vừa rồi là nhóm VIX là có những cái cổ đông lớn là về nước ngoài là họ cũng tiến hành thoái vốn, thì nó ảnh hưởng đến cung cầu của cổ phiếu trong thời gian vừa rồi. Thì đấy cũng đây là một trong những cái điều mà khiến cho cổ phiếu VRE chưa perform được tốt. Và tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là về triển vọng dài hạn thì việc là đô thị hóa và cũng như là thay đổi thói quen tiêu dùng thì cũng sẽ có thể khiến cho các trung tâm thương mại của VRE phát triển hơn nữa. Qua đấy thì là đây cũng là một cổ phiếu mà chúng ta cần quan tâm. Đối với cả cổ phiếu ngoài ra nữa thì các nhà đầu tư có thể xem lại về cổ phiếu VRE này mà chúng tôi đã từng làm trong quá khứ ở trên các số trước của chương trình cổ phiếu 360 độ, và cũng đã phân tích rất là kỹ về cổ phiếu cũng như là triển vọng dài hạn cũng như là trung hạn của cổ phiếu này. Còn đối với cả cổ phiếu TPBank thì nhìn chung mà nói đây là một ngân hàng tương đối tốt, nhưng mà chúng ta có thể thấy là cái định giá của TPBank thì không quá là hấp dẫn so với cả những cái ngân hàng khác, chắc là bởi vì do là cái tăng trưởng lợi nhuận cũng như là về các cái chỉ số tài chính của ngân hàng này thì tương đối là tiềm năng. Ngoài ra nữa thì là TPBank cũng là những ngân hàng mà tiên phong trong những cái số hóa, và chúng ta nhìn thấy là cái vốn hóa của TPBank hay là cái quy mô về vốn của TPBank là không quá là cao so với cả những cái doanh nghiệp đầu ngành ngân hàng, thì qua đấy là cũng khiến cho cái cổ phiếu này nó có những cái tiềm năng tăng trưởng nhất định. Thì đối với tôi thì cổ phiếu TPBank là một cổ phiếu mà phù hợp để chúng ta nắm giữ lâu dài. Tuy nhiên là trong ngắn hạn thì có những cái thông tin tiêu cực liên quan đến cái việc là cái triển vọng về NIM là sẽ bị giảm bớt trong nửa cuối năm. Ngoài ra nữa thì là chúng tôi có một thông tin mới liên quan đến cái việc là thay đổi về cái đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các ngân hàng thương mại, thì có thể là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến những cái cổ phiếu cái ngân hàng nào mà đầu tư nhiều vào cái lĩnh vực hay là có nhiều nguồn lực liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, thì cái việc là những cái thay đổi của cái cuộc họp này nó chỉ đang ở dự thảo thôi, thì nó sẽ bao gồm cái việc là các ngân hàng thương mại thì nó sẽ không được đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp có những cái mục đích ví dụ như là góp vốn để mua cổ phần các doanh nghiệp khác này, hay là tăng quy mô vốn hoạt động này, hay là cơ cấu nợ lại, nghĩa là tái cơ cấu nợ lại đã phát sinh, hay là những cái doanh nghiệp thay đổi mục đích sử dụng vốn. Thì những cái thứ này thì là sẽ và khi mà nếu mà thay đổi thì cần phải là có hai tiêu chí khác là nó phải có lãi 3 năm gần nhất, và tiếp theo là phải có xếp hạng tín dụng rất là cao trong nội bộ ngân hàng thương mại thì mới được đầu tư. Thì nhìn chung là cái đầu tiên đấy, những cái point đầu tiên này thì nó sẽ là gì, nó sẽ là hạn chế một số cái việc là đầu tư vào trái phiếu của các ngân hàng thương mại nó sẽ khó khăn hơn, và thứ hai nữa là những cái điều kiện mua trái phiếu là cũng sẽ có sự thay đổi. Thay đổi thứ nhất đấy chính là việc trái phiếu doanh nghiệp là sau khi ngân hàng thương mại bán đi thì một năm sau mới được mua lại cái lô đấy hoặc là mua cùng lô được phát hành. Thì cái này nghĩa là sao, cái này nghĩa là tránh để cho các ngân hàng thương mại là họ mua ra bán lại cùng một lô cùng một lô trái phiếu, và nó cũng ảnh hưởng khá là tương đối. Và thứ hai đấy là những cái tổ chức phát hành này phải có lãi ít nhất là 3 năm gần nhất,
thì mới được mua lại trái phiếu, và cuối cùng là tổ chức phát hành thì phải có xếp hạng tín dụng cao nhất của nội bộ và tín dụng cao của nội bộ ngân hàng thương mại. Thì cái này nó cũng ảnh hưởng đến cái việc là làm thanh khoản của các trái phiếu doanh nghiệp, của những cái doanh nghiệp mà muốn làm trái phiếu thì cũng ảnh hưởng đến nhóm ngân hàng thương mại. Ngoài ra thì còn rất là nhiều cái thông tin khác nữa, nhưng mà nhìn chung mà nói thì đây là những cái thông tin khiến cho cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp là nó sẽ lành mạnh lên, nó sẽ an toàn và đảm bảo hơn. Tuy nhiên cái chiều tiêu cực ngược lại đấy là nó sẽ làm hạn chế bớt cái việc là đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của các ngân hàng. Chúng ta đều biết trái phiếu doanh nghiệp thì sẽ có cái lợi nhuận cao hơn, và cũng như là cái mảng đang sinh lời rất là cao của các ngân hàng thương mại hiện nay, thì cái việc này nó sẽ khiến cho là cái những cái cổ phiếu ngân hàng nào mà có nhiều về trái phiếu doanh nghiệp thì nó sẽ ảnh hưởng. Và hôm nay thì những cái câu hỏi tôi trả lời khá là dài, nên là tôi sẽ xin phép là để trả lời nốt một câu hỏi nữa thôi trước khi là chúng ta tạm dừng chương trình tại đây. Và rất là cảm ơn những quý nhà đầu tư đã hỏi những cổ phiếu khác, và ví dụ như là những cái mã cổ phiếu như là HTG hay là VIX thì chúng tôi đều đã có những cái chương trình trước, đặc biệt là cổ phiếu HTG. Thì ngay gần đây chúng tôi có một cái chương trình về nhóm ngành thép, thì quý nhà đầu tư cũng có thể là xem cái chương trình đấy để có thể biết được cái view của chúng tôi. Và bây giờ thì tôi sẽ xin phép trả lời câu cuối cùng là câu Vinamilk đầu tư quý 4 được chưa, chuyên gia. Thì đối với cả câu này thì tôi nghĩ rằng là Vinamilk vẫn là một cổ phiếu tương đối là an toàn để quý nhà đầu tư có thể đầu tư, nhưng mà họ đang bị ảnh hưởng một cái đấy là liên quan đến việc là cái giá nguyên vật liệu đầu vào là bị tăng trong thời gian vừa qua, do cái mặt bằng giá commodity nói chung là đều phải tăng, nhưng mà trong khi là giá đầu ra của họ thì lại không thể nào tăng quá mạnh được do cái việc cạnh tranh giữa nội và xứ ngoại cũng như là rất là nhiều vấn đề khác. Thì cái điều này thì nó khiến cho cái biên lợi nhuận của doanh nghiệp là trong thời gian vừa rồi là có giảm nhẹ trong biên lợi nhuận gộp. Tuy nhiên thì là họ đã phục hồi được bằng cách là thay đổi về cái biên lợi nhuận bán hàng cũng như là cái biên lợi nhuận quản lý để mà giúp cho cái lợi nhuận của họ stable và ổn định, nghĩa là ổn định trong thời gian tới. Thì thành ra mà nói thì, nhưng mà nhìn chung thì những cái thông tin đấy đều đã được phản ánh vào trong giá, và chúng ta có thể nhìn thấy là cái giá của Vinamilk là cũng không tăng được vừa rồi, và khi mà có cái thông tin về lợi nhuận của nửa đầu năm thì giá của cổ phiếu cũng giảm tương đối. Thì thành ra, và chúng ta đều biết rằng là cổ phiếu này thì là một cổ phiếu mà họ có cái ban lãnh đạo rất là tốt và họ luôn luôn là có những cái định hướng thay đổi. Thì thành ra tôi nghĩ rằng là nếu mà đầu tư dài hạn thì cổ phiếu này vẫn là cổ phiếu xứng đáng để chúng ta nắm giữ, vì rõ ràng là nhu cầu tiêu thụ sữa thì nó cũng không thể nào mà ít đi được, mà nó sẽ duy trì như thế này và thậm chí có thể tăng trong tương lai. Ngoài ra nữa thì là Vinamilk cũng có những cái sự hấp cũng có những cái điểm sáng tiềm năng trong tương lai liên quan đến thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc chẳng hạn. Nhưng mà trong ngắn hạn thì rõ ràng là những cái việc như là xuất khẩu sang Trung Quốc hay là nhu cầu tiêu thụ sữa nó sẽ không thể nào kích thích được quá mạnh về cái lợi nhuận ngay lập tức. Qua đấy thì sẽ khiến cho cái cổ phiếu Vinamilk này nó giống như là một cái cơ hội đầu tư lâu dài hơn là một cơ hội mà chúng ta mua ngay bây giờ và kỳ vọng có lãi ngay 2022. Và đấy là những cái câu trả lời cuối cùng của chúng tôi về ngày hôm nay về các cổ phiếu này. Xin rất là cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm, và xin phép là sẽ hẹn những quý nhà đầu tư hỏi các cổ phiếu khác trong các chương trình sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong 3:30 chiều thứ năm hàng tuần. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VnDirect, và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.